Bệnh lý tâm thần là bệnh lý do rối loạn hoạt động não bộ, gây ra những biến đổi bất thường về lời nói, tác phong, tình cảm, hành vi, ý tưởng. Các bệnh lý tâm thần điển hình bao gồm rối loạn lo âu, trầm cảm, tâm thần phân liệt, hành vi gây nghiện và rối loạn ăn uống. Sức khỏe tâm thần được gọi là bệnh lý tâm thần khi các dấu hiệu và triệu chứng bệnh thường xuyên gây căng thẳng và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Các bệnh lý tâm thần có thể khiến cho người bệnh đau khổ và gây ra những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày như làm việc hay các mối quan hệ trong xã hội. Đa số trường hợp, những triệu chứng bệnh lý tâm thần có thể được điều trị hiệu quả nhờ sự kết hợp giữa thuốc và tư vấn tâm lý. Triệu chứng bệnh lý tâm thần có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ và hành vi. Các triệu chứng rối loạn sức khỏe tâm thần được xuất hiện dưới dạng bệnh lý về thể chất bao gồm mệt mỏi, đau lưng, đau ngực, rối loạn tiêu hóa, khô miệng, nhức đầu, chóng mặt, cân nặng thay đổi, tăng hoặc giảm, tim đập nhanh. Ngoài ra, người bệnh còn có các biểu hiện hành vi như bất thường trong suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, cảm thấy buồn chán, luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng, nhầm lẫn tư duy, xa lánh bạn bè và các hoạt động, gặp các vấn đề về giấc ngủ, cảm thấy ảo giác, tách rời khỏi thực tại, mất khả năng đối phó với những vấn đề hàng ngày hoặc căng thẳng, lạm dụng rượu bia ma túy, thay đổi tình dục, thay đổi thói quen ăn uống, quá tức giận, thù địch hoặc bạo lực, có suy nghĩ làm điều dại dột. Để nhận biết một bạn trẻ vị thành niên đang mắc các cái vấn đề về tâm lý, tâm thần, nhất là khi các bạn ấy không có chia sẻ trực tiếp cho những người xung quanh thì thực sự nó không phải là một vấn đề dễ. Tuy nhiên thì với vai trò là một cái bác sĩ về lĩnh vực tâm lý và tâm thần thì tôi muốn là gợi ý cho các bậc làm cha, làm mẹ hay là những người lớn của chúng ta rằng chúng ta thấy rằng ngay cả trong cái độ tuổi mà được coi là có nhiều biến động nhất, nổi loạn nhất là lứa tuổi dậy thì. Thì nếu mà một bạn mà chỉ là sự ảnh hưởng từ hormone thôi, từ lứa tuổi dậy thì thôi, thì chúng ta thấy rằng là dù đứa trẻ đấy có nổi loạn ra sao, dù đứa trẻ đấy bắt đầu có thay đổi về tính cách như thế nào, thì nó vẫn sẽ nằm trong cái khả năng mà chấp nhận được của gia đình. Và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề là các bạn ấy có thể học tập, các bạn ấy có thể sinh hoạt. Tuy nhiên, khi mà mình thấy rằng là tính cách của con có những cái sự thay đổi rất là rõ nét, chẳng hạn như là các bạn ấy cáu gắt nhiều hơn, có thể là các bạn ấy ít nói, ít cười hơn, các bạn đấy thích ở một mình nhiều hơn này, học tập thì giảm sút hơn, hoặc là trong một vài trường hợp có thể bạn ấy bị vui, hưng phấn quá mức. Thì mình thấy rằng đây rõ ràng là một cái dấu hiệu cảnh báo cho việc là con mình có thể mắc các cái rối loạn về tâm lý, tâm thần. Hay là một vài trường hợp khác thì có thể là các bạn ấy học tập sẽ kém hơn, các bạn ấy hay than phiền rằng là mình mệt mỏi hơn, có thể báo động rằng là mình ăn ngủ kém hơn. Và thậm chí là có những trường hợp mà các bạn đấy tỏ ra không thể hòa nhập được vào với những môi trường tập thể, thì đấy đều là những cái dấu hiệu để chỉ điểm cho tình trạng rằng con mình có thể mắc các cái rối loạn tâm lý và tâm thần. Trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần học sinh đang gia tăng nhanh chóng như stress, lo âu, trầm cảm, tự tử. Trên thế giới có khoảng từ 10 đến 20% trẻ em và thanh thiếu niên bị các rối loạn tâm thần. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ mỗi 40 giây trên thế giới sẽ có một người lựa chọn kết thúc sinh mạng. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai đối với lứa tuổi từ 15 đến 29 tuổi trên thế giới, chỉ sau tai nạn giao thông. Thực tế tại Việt Nam, vấn đề về sức khỏe tâm thần, đặc biệt tâm lý thanh thiếu niên ở tuổi học đường chưa được chú trọng nhiều. Tỷ lệ các vấn đề sức khỏe tâm thần chung ở Việt Nam từ 8 đến 29% đối với trẻ em và vị thành niên theo báo cáo tóm tắt sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên tại một số tỉnh thành phố ở Việt Nam. Gần đây, có những trường hợp học sinh, sinh viên tự kết thúc sinh mạng. Theo số liệu của một số nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm khoảng 26,3%, trẻ có suy nghĩ về việc kết thúc sinh mạng là 6,3%, trẻ lập kế hoạch kết thúc sinh mạng là 4,6% và trẻ cố gắng kết thúc sinh mạng là 5,8%. Các rối loạn tâm thần là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật ở thanh thiếu niên nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất, học tập và sinh hoạt. Thực ra thì tương tự như các cái bệnh lý cơ thể khác đó, thì mình sẽ thấy rằng là các cái trạng thái về tâm lý và tâm thần nếu mà trong trường hợp mức độ nhẹ, thì sẽ nhiều trường hợp là các bạn đấy có thể là tự hiểu, tự chữa lành bản thân mình hoặc cơ thể có thể tự phục hồi. Tuy nhiên thì thực tế là đấy sẽ là một cái nhóm nhỏ thôi, một cái số ít thôi các bạn mà bị mắc các cái rối loạn về tâm lý và tâm thần. Còn lại trong đa số các trường hợp thì nếu những cái rối loạn này mà không được điều trị một cách kịp thời và phù hợp thì rõ ràng mình thấy rằng là những cái rối loạn về cảm xúc, về hành vi, về tư duy này nó có thể tiến triển thành mạn tính, có thể là để lại những cái hậu quả về sau, hoặc cũng có thể là sẽ khiến cho cái câu chuyện điều trị sau này trở nên phức tạp và khó khăn hơn rất
rất là nhiều. Đặc biệt thì mình biết rồi đúng không ạ, là trong cái quá trình mà vị thanh niên và thanh thiếu niên này thì nó sẽ có một cái vấn đề rất là quan trọng, đấy là vấn đề là hình thành nhân cách. Thông thường thì nhân cách sẽ được định hình một cách rõ nét sau khoảng 18 tuổi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như làm sao ạ, các cái rối loạn về tâm lý và tâm thần mà hình thành trước năm 18 tuổi, khởi phát trước năm 18 tuổi mà không được điều trị phù hợp đi, thì không những là để lại những cái hậu quả của bản thân bệnh đó, mà có thể nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc về mặt nhân cách của trẻ em và thanh thiếu niên. Và từ đó sẽ làm cho khi mà đứa trẻ bước vào cái cuộc sống của người trưởng thành thì các bạn ấy sẽ không thể thích nghi, không thể hòa nhập được, hoặc các cái kỹ năng mềm của các bạn ấy sẽ yếu hơn. Và đặc biệt là khi có những cái vấn đề về căng thẳng thì các bạn ấy sẽ rất dễ là khởi phát những cái rối loạn tâm thần mới, chẳng hạn như là trầm cảm, là lo âu, là stress, hoặc thậm chí nặng hơn thì có thể là rối loạn ám ảnh cưỡng bức hay thậm chí là tâm thần tâm điện. Để phòng tránh các vấn đề về sức khỏe tâm thần, ta cần có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn đa dạng các loại thực phẩm, đảm bảo thực phẩm sạch, tránh nhiễm khuẩn, chất bảo quản, hạn chế bia rượu, thuốc lá, chất kích thích và đồ cay nóng, nước ngọt có ga. Vận động thường xuyên, chọn hình thức luyện tập phù hợp với sở thích, tuổi tác, nghề nghiệp và biểu hiện sức khỏe, duy trì tập luyện khoảng 30 phút mỗi ngày. Kiểm soát tốt thời gian của bản thân bằng cách lên lịch làm việc, sinh hoạt và duy trì lịch trình đó. Suy nghĩ tích cực, chấp nhận bản thân mình, không quá cầu toàn, dành thời gian cho bản thân để thực hiện các sở thích, nghỉ ngơi, giải trí, xây dựng và cải thiện mối quan hệ thân thiện xung quanh, đảm bảo chất lượng giấc ngủ bằng cách ngủ đủ 7 đến 8 tiếng một đêm. Cái việc mà tự kết liễu cuộc sống của mình đó thì rõ ràng mình thấy rằng là bây giờ nó là một cái vấn đề rất là báo động ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Các báo đài thì đưa tin và mình thấy rằng rất nhiều trường hợp các bạn ấy có thể chỉ là vì là câu chuyện là hôm nay không được bố mẹ mua cho một cái bữa ăn phù hợp, hay là hôm nay có xích mích trên trường thôi, cả các bạn ấy đã có thể sẵn sàng là hoặc thậm chí là còn rủ cả các cái bạn của mình nữa. Vâng, thì cái nguyên nhân đầu tiên thì như vừa nãy chúng ta đã cùng phân tích với nhau rồi, đó là do các cái vùng ở trên não của các bạn ấy chưa thực sự hoàn thiện, nhất là những cái vùng liên quan đến nhận thức, làm cho cái lứa tuổi này có rất nhiều những cái suy nghĩ bồng bột. Và cái việc trong mắt chúng ta là những cái hành vi hết sức nguy hiểm, nhưng mà trong mắt của các bạn vị thành niên hay thanh thiếu niên thì có lẽ đây nó là một cái giải thoát, nó là một cái biện pháp mà các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ đối phó rất là hiệu quả với cả những cái vấn đề stress trong cuộc sống của mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rồi đấy là hiện tại bây giờ cái cuộc sống hiện đại nó làm cho các bậc cha làm mẹ chịu nhiều, rất là nhiều áp lực khác nhau. Và một trong những cái áp lực đấy đó là áp lực phải đi kiếm tiền, phải tạo ra những cái sự thành công nhất định ở trong sự nghiệp của mình. Và chính vì những cái lý do đấy mà rất nhiều các cái bậc phụ huynh sẽ không dành đủ các cái thời gian cho con của mình. Khi mà các bạn ấy bị mắc những cái rối loạn tâm lý và tâm thần đó thì rất nhiều trường hợp là bố mẹ không có phát hiện ra để có thể điều trị sớm, để có thể là biết được những cái ý định, những cái ý tưởng liên quan đến hành vi phát của bạn đấy, mình không can thiệp được kịp thời. Và đó cũng là cái nguyên nhân mà làm cho cái tỷ lệ về ý tưởng hành vi ở lứa tuổi này tăng lên. Ngoài ra thì cũng sẽ có một cái thực tế mà không thể phủ nhận được, đó là ở lứa tuổi này thì nhiều khi mà tự hủy hoại hay nó còn mang tính là theo trend nữa. Tức là sao? Bởi vì lứa tuổi này các bạn ấy rất muốn khẳng định rằng bản thân mình đã trưởng thành, bản thân mình có những cái ý kiến riêng, muốn được người khác tôn trọng. Và cái việc mà các bạn ấy có thể là tự hủy hoại, tự làm đau mình, hay là nó là một cái minh chứng mà các bạn ấy nghĩ rằng đấy là một cái đánh dấu rằng mình có rất nhiều tâm sự, mình đã trưởng thành rồi. Vì vậy mà cũng sẽ có hiện tượng rằng các bạn ấy không có thực sự là các bạn ấy nghĩ về tự như một cái biện pháp mà để thực sự là chấm dứt cuộc sống của mình đâu, mà các bạn ấy sẽ nghĩ theo cái hướng là đó là một cái trend, đó là một cái hành vi để khẳng định rằng tôi đã trưởng thành. Đó là những cái suy nghĩ đương nhiên rồi, theo cái góc nhìn của người lớn chúng ta thì rất là nguy hiểm. Vì vậy mà ở đây cái bài toán càng được đặt ra hơn, đó là nhà trường, là gia đình cần phải sát sao với cả các trẻ em và vị thành niên để có thể ngăn ngừa những cái suy nghĩ mà không phù hợp của các bạn. Thực ra với các bạn thanh thiếu niên ấy, thì vai trò của nhà trường, của xã hội hay là của phụ huynh thì đương nhiên rất là quan trọng rồi. Nhưng mà nếu mà ai mà có con thì chắc chắn đều biết rằng là ở cái lứa tuổi này thì còn một cái nhóm nữa rất là quan trọng, tác động rất nhiều đến các bạn thanh thiếu niên, đấy là các nhóm bạn hay gọi là nhóm đồng đẳng. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy rằng có những vấn đề mà phụ huynh nói này, hay là giáo viên nói, hay mọi người nói thì các bạn trẻ không có nghe đâu ạ. Nhưng mà làm sao ạ, nếu mà như là bạn bè của các bạn ấy nói thì các bạn ấy có thể nghe vào rất là nhiều. Vì vậy mà với các bạn thanh thiếu niên cũng như là phụ huynh của các bạn trẻ thì việc để làm sao mà các bạn thanh thiếu niên có thể chơi trong một nhóm bạn
mà các bạn ấy thực sự là có những cái nhận thức tốt, nhận thức đúng đắn, có những cái kỹ năng phù hợp, đấy sẽ là một cái bước đệm rất quan trọng để phòng ngừa các cái rối loạn tâm lý và tâm thần ở giai đoạn này. Ngoài ra thì các cái như tôi đã chia sẻ từ đầu rồi thì cái tình trạng về sức khỏe tâm thần ấy thì nó còn là cái câu chuyện liên quan đến việc là mình có thể nhận ra tiềm năng của bản thân, có thể đối phó với stress hiệu quả. Vậy thì tất cả những cái kỹ năng mà bình thường chúng ta gọi là những cái kỹ năng mềm ấy, nhất là những cái kỹ năng mà liên quan đến câu chuyện rằng là nếu mà bạn không thể hòa nhập vào cộng đồng, nếu như bạn không thể đối phó với stress thì thực ra mình đều có thể học mà. Thế nên là với các bạn trẻ, các bạn hãy cố gắng học tập những cái kỹ năng này, có thể là từ những người thân, những người quen của mình, hoặc các bạn cũng có thể đến với các bác sĩ về chuyên khoa sức khỏe tâm thần hoặc các cái nhà trị liệu tâm lý để mình có thể học được các cái kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Nếu mà mình cảm thấy rằng là đó là những cái kỹ năng mình còn thiếu hụt, mình cần phải trang bị thêm trong cuộc sống của mình.